Xem Flow, một sự bắt đầu mới. Chúng ta đều đã trải qua giai đoạn rất khó khăn trong suốt thời gian vừa rồi, nhưng không có gì là mãi mãi. Và đó cũng là cơ hội để chúng ta luôn có thể bắt đầu lại. Bạn đã sẵn sàng chưa? Xem Flow đã sẵn sàng mở rộng cửa để chào đón tất cả các thành viên quay trở lại. Sẽ lại có những buổi tập cùng nhau toát mồ hôi nhưng rộn vang tiếng cười. Sẽ gặp những gương mặt thân yêu mà chỉ cần nở một nụ cười thôi, chúng ta cũng có thể xua tan hết mệt mỏi. Và rồi, những giây phút cùng nhau lắng lại, thở, thiền và chiêm nghiệm cuộc sống bình an, chúng ta sẽ bên nhau dưới mái nhà thân yêu Xem Flow, một sự bắt đầu mới. Trung tâm giữ trẻ Tribe Childcare chuyên giữ trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Sau gần 20 năm hoạt động, Tribe Childcare đã có 3 cơ sở tại Calivel, Fairfield và Capramatta với hơn hàng chục ngàn học sinh theo học, là nơi mà hầu hết phụ huynh đều tin tưởng để gửi con em đến trường. Ngoài ra, tại Tribe Childcare còn có một đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và vô cùng kiên nhẫn trong việc chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho tất cả học sinh của trường. Tribe Childcare tự hào là trung tâm giữ trẻ đẳng cấp và toàn diện trong cộng đồng người Việt tại Sydney. Một chi tiết xin vui lòng liên lạc giám đốc điều hành anh Dinh Trang qua số điện thoại 0422 400 888. Linh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, chiều hướng giảm hạ lây lan dịch bệnh vẫn đang tiếp tục tại Úc, mặc dù nhân số tử vong vẫn hãy còn ở mức cao là 135 người trong ngày hôm qua, trong khi số ca nhiễm mới là 19.981 người. Ngoài ra, toàn quốc Úc Châu cũng đã có 3.726 người nằm bệnh viện, kể cả 122 người tại ICU và 41 người cần máy trợ thở. Tất cả những con số này đều thấp hơn so với tuần lễ trước đây. Trong cùng thời điểm tại Việt Nam, số ca nhiễm đã gia tăng lên mức 3.295, tức là cao nhất trong hơn 3 tháng qua. Tuy vậy, con số này vẫn chưa phản ánh đúng thực tế, vì có lẽ số ca dương tính thật sự ở mức cao hơn và nhiều người thậm chí đã bị tái nhiễm đến 4 lần, theo các nguồn tin báo chí trong nước. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay, thứ Sáu ngày 19 tháng 8 năm 2022. Đại dịch COVID-19, tình hình tại Úc trong 24 giờ qua. Vào chiều tối hôm qua thứ Năm, nước Úc đã có 19.981 ca nhiễm mới, tức là không thay đổi nhiều so với những ngày trước, trong khi nhân số nằm bệnh viện nay đã giảm xuống dưới mức 4.000, chính xác là 3.726 người, kể cả 122 người tại ICU và 41 người cần máy trợ thở. New South Wales tiếp tục dẫn đầu toàn quốc Úc Châu với 8.149 ca nhiễm mới và 43 người tử vong, 2.046 người nằm bệnh viện, kể cả 54 người đang chữa trị tại ICU. Sau New South Wales, tiếp tục là Victoria với 4.416 ca nhiễm mới và 46 người tử vong, trong khi nhân số nằm bệnh viện tiếp tục giảm hạ xuống chỉ còn 497 người, và trong số này có 27 người đang chữa trị tại ICU. Queensland tiếp tục đứng thứ 3 sau New South Wales và Victoria với 3.060 ca nhiễm mới và 20 người tử vong. Tuy nhiên, tại Queensland, thông tin tích cực nhất là số người nằm bệnh viện, khi mà trước đây nhân số này cao hơn gấp đôi so với Victoria và đôi khi đã vượt mốc 1.000 ca. Nhưng ngày hôm qua, Queensland chỉ có 448 người nằm bệnh viện mà thôi, kể cả 21 người tại ICU. Tiểu bang Tây Úc tiếp tục đứng thứ tư với 2.210 ca nhiễm mới và 9 người tử vong, trong khi nhân số nằm bệnh viện là 267 người, kể cả 7 người tại ICU. Nam Úc đã có 1.170 ca nhiễm mới hôm qua và 12 người tử vong. Ngoài ra, Nam Úc cũng có 240 người đang nằm bệnh viện, kể cả 8 người tại ICU. Tasmania, tiểu bang nhỏ nhất nước Úc, đã có sự giảm hạ đáng kể với chỉ 444 ca nhiễm mới và 2 người tử vong, trong khi số người nằm bệnh viện thì ở mức rất thấp là 16 người, kể cả 2 người tại ICU. Lãnh thổ thủ đô ACT đã có 384 ca nhiễm mới, tức là thấp hơn so với số ca nhiễm tại Tasmania, nhưng ACT lại có nhân số nằm bệnh viện cao gần gấp 10 lần là 129 người. Và sau cùng, tại lãnh thổ Bắc Úc, hôm qua đã có 154 ca nhiễm mới và 3 người tử vong, 40 người nằm bệnh viện, kể cả 1 người tại ICU.
Đại dịch COVID-19, Úc Châu cấp phép sử dụng bộ xét nghiệm PCR tại nhà. Cơ quan quản lý dược phẩm TGA ngày hôm qua đã cấp phép sử dụng đối với bộ kit xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR tại nhà, có tên gọi là EasyNAT, do công ty Element Health sản xuất. Sản phẩm lần đầu tiên được phát triển tại Úc và dự kiến sẽ được bán rộng rãi trên thị trường từ đầu tháng 11 năm 2022. Đây là bộ kit xét nghiệm PCR đầu tiên do các nhà khoa học trong nước tự phát triển để sử dụng tại nhà và cho kết quả chính xác như phương pháp xét nghiệm được thực hiện tại các cơ sở y tế. Công ty sinh học Element Health có trụ sở tại Victoria cho biết, bộ dụng cụ xét nghiệm EasyNAT này với kích thước nhỏ gọn được phát triển để tất cả mọi người có thể tự sử dụng tại nhà và bộ kit xét nghiệm này có thể phát hiện được tất cả các biến chủng gây bệnh COVID-19, bao gồm cả biến thể Omicron, và cho kết quả sau khoảng 55 phút. EasyNAT hoạt động giống bộ kit xét nghiệm nhanh RAT, nhưng điểm khác biệt là ở chỗ EasyNAT sử dụng phương pháp xét nghiệm acid nucleic để phát hiện sự tồn tại của virus và chẩn đoán virus COVID-19. Tiến sĩ Roy Hartman, chuyên gia tư vấn y tế của công ty Element Health cho biết, bộ thiết bị xét nghiệm PCR di động này chạy bằng pin và cho kết quả với độ chính xác 99%. Tương tự kết quả xét nghiệm PCR trong phòng thí nghiệm. Cũng theo thông tin từ công ty Element Health, sản phẩm mới này nhắm đến các nhóm đối tượng thường xuyên tiếp xúc với dịch bệnh và hay di chuyển như tiếp viên hàng không và phi công hoặc những người làm trong lĩnh vực du lịch. Một bộ dụng cụ sử dụng một lần sẽ có giá khoảng $55 và cần bảo quản trong tủ lạnh. Lanya, cảnh báo về một virus mới trong đời sống con người. Đây không phải là một phát hiện mới vì virus mới gọi là Lanya đã xuất hiện từ nhiều năm qua và cho đến nay chỉ có 35 người bị nhiễm, nên các giới chuyên gia chưa báo động là một cuộc đại dịch tương tự COVID-19 sắp xảy ra. Tuy nhiên virus này cũng đã được chứng minh nhảy từ loài súc vật sang con người vì những cuộc tiếp xúc gần. 3/4 của các vi khuẩn trong thế kỷ thứ 21 đều là virus nhảy từ loài súc vật, chẳng hạn như virus liệt kháng HIV, Ebola, SARS, MERS và tất nhiên là virus COVID-19. Tuy virus đã chuyển từ súc vật sang con người, thì bước kế tiếp nếu xảy ra sẽ là nguy cơ lớn lao, đó là việc lây lan giữa người với người, và đó cũng là tiến trình của COVID-19. Bởi lý do là chưa có bằng chứng là virus Lanya đã có thể lây lan giữa người với người, nên giáo sư vi trùng học Edward Holmes của Viện Đại học Sydney nói rằng, vào thời điểm này, chúng ta chưa cần phải có sự lo ngại quá đáng. Tuy nhiên virus Lanya cũng được coi là quan trọng vì đây là một sự cảnh báo mới đối với chúng ta trong một thế giới đang thay đổi. Virus Lanya là một loại virus gọi là Hennepa. Virus Hennepa là một loại virus tương tự như một loại virus khác đang có tại Úc, được gọi là Hendra. Tại Úc hiện nay, nếu chẳng may bị nhiễm virus Hendra thì tính mạng có thể bị nguy hại vì Hendra hiện nay chưa có thuốc điều trị. Hendra là một loại virus chuyển từ con dơi sang loài ngựa và di chuyển từ loài ngựa sang con người. Và trong quá khứ, có một vài nhân viên thú y đã tử vong vì bị nhiễm Hendra từ loài ngựa. Trong khi đó, thì một chuyên viên khác, tiến sĩ Nick Fulton-Jones của Viện Đại học Tasmania thì nói rằng chiều hướng mỗi ngày một gia tăng và chúng ta đang ở trong giai đoạn mỗi ngày một thêm có nhiều rủi ro. Cũng theo tiến sĩ Fulton-Jones, bất cứ một loại vi khuẩn nào xuất hiện tại một nơi nào đó trên thế giới thì nó sẽ lây lan khắp nơi trên toàn cầu rất nhanh chóng, vì lý do là con người hiện nay di chuyển nhanh chóng bằng phi cơ. Hiện nay có thể có 87 triệu loại virus ảnh hưởng đến đời sống con người. Với thông số này, nhiều loại virus đã chuyển hóa, vì hiện nay ít nhất là đời sống con người có thể bị ảnh hưởng và đe dọa bởi 219 loại virus. Tình trạng phá rừng hiện nay đã xảy ra tại nhiều nơi cũng là một trong những lý do mà virus có thể chuyển sang con người. Trong nhiều trường hợp thì qua trung gian của loài muỗi. Một chuyên gia khác của Viện Đại học Queensland, tiến sĩ Alison Stewart nói rằng, trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta đã thay đổi lối sống rất nhiều và sự tiếp cận gần gũi giữa các loài thú vật và con người mỗi ngày một gia tăng. Virus tự chuyển biến và nhảy từ thú vật sang con người và đó cũng là trường hợp của COVID-19 và đó cũng là trường hợp của virus Hendra tại Úc. Nói chung, có lẽ chúng ta không chuẩn bị đầy đủ để có thể tránh được một đại dịch sắp tới, và trong số này cũng có thể có virus mới lan nhà. Một góc nhìn xã hội tại một nước giàu.
Thiếu niên bị ung thư chờ đợi 27 giờ tại hành lang bệnh viện. Theo nguồn tin đài ABC tại Melbourne, thì một thiếu niên 18 tuổi đang trong quá trình chữa trị bệnh ung thư đã phải chờ đợi hơn 27 tiếng đồng hồ tại một hành lang của bệnh viện vì bệnh viện không có đủ giường. Thiếu niên này đã đến bệnh viện vào giữa trưa thứ ba và được thu nhận vào 9 giờ tối, nhưng sau đó đã phải ngồi chờ tại hành lang suốt đêm. Đây có thể là một trong số hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn trường hợp tương tự đang xảy ra tại Victoria và cũng đang xảy ra tại các tiểu bang và lãnh thổ khác. Người mẹ của bệnh nhân này đã khóc sướt mướt khi biết được tình trạng chờ đợi của đứa con. Ngay cả người nữ y tá khi biết được tình trạng chờ đợi của thanh thiếu niên này cũng đã phải rơi lệ. Theo lời bà Erica, mẹ của William, thì thanh thiếu niên này vừa kết thúc 6 tháng hóa trị cho bệnh ung thư hạch Hodgkin. Và trong tuần này, cần phải trở lại bệnh viện để điều trị một vấn đề khác liên quan đến thần kinh. Tuy vậy, bà Erica cũng đã có lời cảm ơn và khen ngợi những nỗ lực cũng như quyết tâm của các y tá và bác sĩ tại bệnh viện. Thừa nhận rằng, việc thiếu giường bệnh là nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Sự thiếu hụt giường bệnh và áp lực đè nặng lên hệ thống bệnh viện thật ra không phải là lỗi của các bác sĩ và y tá, vì họ đã rất tận tâm và chăm sóc bệnh nhân rất chu đáo. Mà đây là lỗi của các chính phủ liên bang cũng như tiểu bang, và điều này không chỉ xảy ra tại Victoria. Một góc nhìn xã hội tại một nước giàu, cụ bà 80 tuổi sống trong caravan vì không thể thuê nhà. Bà cụ 80 tuổi này tên là Margaret và trong tình trạng không có tiền để thuê nhà nên đã quyết định thuê một chiếc xe caravan để sống đơn độc một mình. Trên toàn quốc Úc Châu hiện nay có khoảng 45.992 đơn vị gia cư đang trong danh sách cho thuê, nhưng trong số này chỉ có 975 căn nhà có thể được coi là vừa túi tiền cho một cặp vợ chồng hoặc cho một người độc thân hiện đang sống nhờ vào trợ cấp tuổi già. Cụ bà Margaret đã không thể chen chân vào được thị trường nhà cho thuê, nên sau cùng đã mua một chiếc caravan để sống đơn độc một mình. Trước đó, cụ bà này đã phải sử dụng 70% tiền trợ cấp tuổi già chỉ để trả tiền thuê nhà, và tiền thuê nhà này đã gia tăng từ mức $390 một tuần lên $500 một tuần, tức là quá cao so với khả năng tài chính của một người 80 tuổi. Ngay cả việc thuê một chiếc caravan, bà Margaret cũng gặp nhiều khó khăn, nên bà chỉ có thể thuê được một chiếc caravan cũ. Đây chỉ là một trong hàng ngàn và thậm chí hàng chục ngàn người không có nhà ở hiện nay. Tuy vậy, cụ bà này vẫn hãy còn lạc quan, vì ít nhất là bà chưa phải trở thành một người vô gia cư sống bên lề xã hội. Theo Viện Nghiên cứu Gia cư Úc Châu, thì với sự gia tăng lãi suất liên tục trong 4 tháng qua, cũng như đời sống đắt đỏ hiện nay và số đơn vị gia cư có sẵn để cho thuê đã giảm xuống mức 1.2%, nên việc thiếu hụt nhà cho thuê này đã tạo rất nhiều khó khăn cho người có lợi tức thấp, đặc biệt là với dự định của chính phủ là chương trình di trú sẽ gia tăng lên mức 200.000, thì thị trường cho thuê nhà cửa lại càng trở nên đắt đỏ hơn. Hiện nay tại Úc, theo số liệu của Tổng Nha Thống kê ABS, thì số người vô gia cư từ 50 tuổi trở lên đã gia tăng từ 12.461 người hồi năm 2006 lên 14.581 người vào năm 2011 và 16.625 người vào năm 2016. Hay nói khác hơn là chỉ số người vô gia cư đã gia tăng 31% trong vòng 10 năm từ năm 2006 đến 2016. Tin từ New Zealand, mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng. Một diện tích rộng lớn ở khu vực bờ biển phía tây thuộc đảo Nam, tức là South Island của New Zealand, đang bị ngập lụt do mưa lớn. Hàng trăm gia đình đã được sơ tán trong khi tình trạng khẩn cấp mức độ quốc gia đã được ban bố. Tình trạng khẩn cấp mức độ quốc gia đã được ban bố với khu vực Nelson Tasman và vùng bờ biển phía tây thuộc đảo Nam của New Zealand từ hôm qua, sau khi hai khu vực này phải hứng chịu mưa lớn trong hai ngày liên tiếp gây lụt lội nghiêm trọng. Ngoài mưa lớn, sự kết hợp của dòng chảy của các con sông cũng như thủy triều và nước biển dâng khiến cho tình trạng lụt lội càng trở nên trầm trọng hơn. Hơn 300 gia đình tại Nelson đã được yêu cầu đi sơ tán sau khi sông Mai Tai bị vỡ bờ. Mưa to và kéo dài còn làm xảy ra hiện tượng lở đất, nhiều đường xá bị phá hủy, việc đi lại cả trên bộ và trên biển đều gặp khó khăn. Theo dự báo thời tiết, từ nay đến cuối tuần, mưa lớn vẫn tiếp tục đổ xuống các khu vực này với lượng mưa lớn gấp 4 lần cùng kỳ hàng năm. Đặc biệt là vùng Nelson, khu vực có khoảng 50.000 người đang sinh sống, trong ngày hôm nay có thể hứng lượng mưa từ 250mm đến 400mm, khiến cho nhiều gia đình sẽ phải đi sơ tán trong những ngày tới.
Tình trạng mưa lũ ở đảo Nam của New Zealand đang ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng nghìn người dân, và tại đảo Bắc, mưa tuy nhỏ nhưng cũng được cảnh báo là không nên chủ quan. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào 3 giờ chiều nay.